Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Không để giá vàng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Vàng được xem là lớp tài sản phòng thủ, nhưng nếu chúng ta mua vàng quá nhiều, thì nền kinh tế sẽ giống như việc đi ra cao tốc mà bị đạp phanh. Vì vậy, cần có giải pháp ổn định từ các cơ quan quản lý. Năm 2020, giá vàng tại Việt Nam ở mức giá trung bình do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó vàng Nhẫn khoảng 50 triệu đồng một lượng và vàng SJC dao động ở mức trên 60 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên gần đây, giá vàng đã biến động mạnh. Có lúc vàng Nhẫn điều chỉnh tăng lên mức 77 triệu đồng một lượng, mức chưa từng có trong lịch sử, và giá vàng SJC đã sát mốc 85 triệu đồng một lượng. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nghị định về quản lý hoạt động thị trường vàng để phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, hiệu quả, bền vững, đặc biệt không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Chúng ta nhắc nhiều đến việc vàng là tài sản phòng thủ khi lãi suất tiết kiệm ở mức thấp và triển vọng kinh tế không mấy khả quan. Điều này thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên tại Việt Nam, một quốc gia không sản xuất được vàng, điều này gây ra những tác động tiêu cực đến vấn đề tỷ giá. Bên cạnh đó, xu hướng vàng hóa còn dẫn đến sự sụt giảm các nguồn lực dành cho phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng lâu dài của đất nước. Trước vấn đề biến động giá vàng gần đây, việc theo dõi sát sao tình hình kinh tế toàn cầu trở nên cần thiết để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá của kim loại quý này. Giá vàng không chỉ phản ánh những biến số kinh tế mà còn là một yếu tố quan trọng trong các kịch bản dự phòng. Theo một họp báo mới được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố dành cho các nhà quản lý tài sản đầu tư, việc quản trị danh mục đầu tư của các ngân hàng trung ương đã được nhấn mạnh. Báo cáo chỉ ra rằng, các ngân hàng trung ương chú trọng đến 3 yếu tố, đó là bảo toàn vốn, đảm bảo thanh khoản và cuối cùng là lợi tức. Vậy tại sao các ngân hàng trung ương lại quan tâm đến việc mua vàng? Có thể thấy, giá vàng và rủi ro địa chính trị luôn tương quan thuận với nhau. Đồng thời, giá vàng, giá dầu và rủi ro địa chính trị cũng tương quan thuận với nhau. Nên khi giá dầu tăng, lạm phát tăng, thì giá vàng tăng. Trong giai đoạn địa chính trị căng thẳng, xảy ra trừng phạt kinh tế, các quốc gia càng có xu hướng nắm giữ vàng nhiều hơn. Ví dụ, từ năm 2002 đến năm 2008, các ngân hàng trung ương bán ròng vàng khiến giá vàng rất thấp. Ngược lại, bắt đầu sau khủng hoảng tài chính toàn cầu cho đến hiện tại, các ngân hàng trung ương mua ròng trở lại thì giá vàng đã tăng vọt. Như vậy, yếu tố cung cầu là điều rất dễ thấy trên bất cứ thị trường nào. Đối với vàng, nhu cầu về trang sức, công nghệ và đầu tư nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu của ngân hàng trung ương. Hiện nay, top những quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới, dẫn đầu là Mỹ với 8.133 tấn vàng, chiếm 67% dự trữ quốc gia và chiếm 23% dự trữ vàng thế giới. Càng là các quốc gia phát triển thì việc dự trữ vàng càng cao như Đức, Italia, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản. Và ngay cả IMF hay ECB cũng vậy. Tỷ lệ các quốc gia còn lại nắm giữ vàng chiếm tổng 15%. Theo khảo sát, 73% các nhà quản lý của các ngân hàng trung ương đều cho rằng vàng sẽ dễ chuyển đổi thành tiền hơn. Do các quốc gia có nền kinh tế phát triển, thì thị trường tài chính thường có biến động lớn và tác động đến nền kinh tế, nên phải có tỷ trọng nắm giữ vàng cao, trung bình 20% dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, điều gì sẽ xảy ra khi tất cả mọi người đều đổ xô đi mua vàng? Như chúng tôi phân tích, vàng được xem là một lớp tài sản phòng thủ. Nếu chúng ta mua vàng quá nhiều, thì nền kinh tế sẽ giống như việc đi ra cao tốc mà bị đập phanh. Vì vậy, cần có giải pháp của cơ quan quản lý để phía nhà đầu tư có thể quản trị tốt danh mục của mình mà nền kinh tế không bị ảnh hưởng. Sáng ngày 14 tháng 4, giá vàng rơi khỏi đỉnh kỷ lục nhưng vẫn ghi nhận một tuần tăng cao. Cụ thể, vàng Nhẫn 4 số 9 được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 74,3 triệu đồng và bán ra 76,2 triệu đồng. Dù đã giảm 800.000 đồng từ mức đỉnh 77 triệu đồng, nhưng vàng Nhẫn SJC vẫn cao hơn 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, vàng miếng SJC mua vào 80,6 triệu đồng một lượng và bán ra 83,1 triệu đồng. Mỗi lượng vàng miếng đã giảm gần 2 triệu đồng sau khi đạt mức kỷ lục 85 triệu đồng vào giữa tuần. Dự báo giá vàng. Theo các nhà phân tích, giá vàng tiếp tục được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư.
Cùng với đó, giá vàng tăng trong bối cảnh lạm phát của Mỹ đang nóng hơn, làm tăng thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ trì hoãn thời điểm xoay trục chính sách tiền tệ. Ngoài ra, giá vàng không bị yếu đi trước đồng USD đang gia tăng sức mạnh so với nhiều ngoại tệ khác. Lãi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, các nhà phân tích vẫn duy trì lạc quan đối với vàng trong thời gian tới, bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư khi diễn biến địa chính trị ở Trung Đông không hạ nhiệt. Cụ thể, theo Kitco, thị trường vàng tăng mạnh trên mức 2.400 USD một ounce khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh và kỳ vọng lạm phát tăng trong tháng 4. Cùng với đó, số liệu nghiên cứu từ Đại học Michigan cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ của họ đã giảm xuống 77,9, giảm so với mức điều chỉnh tăng lên của tháng 3 là 79,4. Dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đang làm tăng thêm lực cầu trú ẩn an toàn vững chắc trên thị trường vàng. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 được giao dịch lần cuối ở mức 2.421,6 USD một ounce, tăng 2% trong ngày. Will Wright, giám đốc điều hành của Granite Series, cho biết thêm nhu cầu vàng trong năm 2024 rất mạnh. Nhiều hoạt động mua của ngân hàng trung ương các nước, ngoài khu vực phương Tây, các ngân hàng trung ương khác mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD và nhân dân tệ của Trung Quốc không ổn định. Theo đó, nhà phân tích hàng hóa trưởng của HSBC James Steele nói với Bloomberg Radio rằng đợt tăng giá của thị trường vàng đang bị thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị cũng như các yếu tố kinh tế thế giới. Chúng tôi đã thấy rất nhiều hoạt động mua tài sản trú ẩn an toàn được dẫn dắt bởi yếu tố địa chính trị đang diễn ra. Có những nghiên cứu cho thấy rằng vàng phòng ngừa tốt rủi ro địa chính trị cũng như chống lại rủi ro thị trường tài chính. Tại Trung Quốc, thị trường bất động sản và chứng khoán yếu, điều này khiến các nhà đầu tư có thể tìm kiếm, vàng là nơi trú ẩn an toàn tuyệt vời. Steele cho biết, vàng cũng đang nhận được sự quan tâm ở các nước khác, nhưng động lực thì khác. Ông nói, trong trường hợp của các thị trường phương Tây, tôi nghĩ nhà đầu tư đã nhận ra rằng cổ phiếu đang ở mức rất cao. Trong nhiều trường hợp, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào thị trường chứng khoán, nhưng họ có quyền lựa chọn cách phòng ngừa rủi ro và họ đã chọn vàng. Ngoài ra, khi được hỏi làm thế nào các nhà đầu tư có thể định giá vàng một cách chính xác ở thời điểm hiện tại và đánh giá xem liệu giá vàng có được định giá quá cao hay không, Steele thừa nhận rằng có ít dữ liệu hữu ích để đưa ra nhận định. Chia sẻ thêm về thị trường vàng hiện nay, Francisco Blanch, chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America Global Research, nói với Yahoo Finance rằng đợt tăng giá vàng do Ngân hàng Trung ương thúc đẩy này đã khiến các nhà đầu tư có thể hơi quá phấn khích. Bank of America vẫn mong đợi 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, nhưng giá vàng có thể sụt giảm nếu FED không thực hiện. Bên cạnh đó, việc thay đổi kỳ vọng về lãi suất cũng đang tác động đến tiền tệ, từ đó ảnh hưởng đến giá vàng. Ông nói, không chỉ có vàng mà thực tế lạm phát cao hơn ở Mỹ dẫn đến lãi suất và đồng USD liên tục cao hơn, do đó làm cho các tài sản như vàng trở nên kém giá trị hơn. Có rủi ro trong giao dịch vàng là FED không cắt giảm hoặc có khả năng tăng lãi suất. Đáng chú ý, trong trường hợp FED tăng lãi suất hơn nữa, ông vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ mua vào để ngăn giá vàng sụt giảm. Các ngân hàng trung ương sẽ không theo đuổi thị trường vàng đang tăng giá. Họ sẽ mua khi giá giảm, Francisco Blanch nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!